Dạ, mến chào quý cô chú, anh chị, các nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn xem ủng hộ kênh Bất Động Sản Càng Duột Long An. Ở đây em có một căn nhà, một trệt, một lầu, ngã ba Tân Kim, Càng Duột. Khu đô thị Sầm Phước, hẻm an ninh dân trí cao. Xung quanh đầy đủ tiện ích, gần chợ, trường học, Bách Hóa Xanh, siêu thị. Đây là cái hẻm này ra ngã ba Tân Kim và hướng đi Cộng Thịnh nha quý cô chú anh chị. Hẻm rất là an ninh ha, một căn nhà mới đẹp luôn, hoàn toàn tiện cho cô chú anh chị mua ở hoặc đầu tư nha. Đây căn nhà em giới thiệu nè anh chị. Đó, căn nhà này là đường xe ba gác nha anh chị. Đường xe ba gác. Cách mặt tiền đường nhựa tầm khoảng 50 mét thôi anh chị. Đây cái hẻm này là anh chị đi thẳng 50 mét, anh chị ghé tay trái là anh chị ra mặt tiền đường nhựa nha. Khu vực này dân cư sinh sống rất đông anh chị. Giờ bây giờ mình tiến vào căn nhà em giới thiệu cho anh chị nha. Đây, một căn nhà một trệt một lầu nè. Đây, căn nhà này hai bên là tường đã ốp gạch men hết. Nhà mới đẹp, xây dựng kiên cố nghe anh chị. Tường thì tường riêng hết nha. Đây là cầu thang lên lầu 1 nè anh chị. Ốp đá hoa cương, tay cầm bằng gỗ nha. Đó. Đây là toilet. Phía sau là một không gian bếp nha anh chị. Căn này mình mua mình chỉ việc mình vào mình ở thôi nha anh chị. Dân cư thì sinh sống đông đúc. Khu vực này không thiếu thứ gì nha. Thì gần trường học, siêu thị, Bách Hóa Xanh, ngân hàng đầy đủ tiện ích luôn. Cách ngã ba Tân Kim là 1 km nha anh chị. Giờ mình tiến lên lầu 1 nha. Lầu 1 thì được chủ nhà của mình thiết kế là hai phòng ngủ anh chị. Hai phòng ngủ nằm lầu 1. Đó. Cầu thang ốp đá hoa cương, tay cầm bằng gỗ. Đây một phòng ngủ nè. Một phòng ngủ lớn nè. Đây là toilet anh chị. Bên kia là một phòng ngủ nữa nha. Nhà của mình có ban công luôn nha. Căn nhà này được thiết kế một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet, bếp, phòng khách. Nhà của mình có sân trước luôn, cách ngã ba Tân Kim 1 km, khu đô thị Sầm Phước, dân cư sinh sống đông đúc. Giá đăng ký bán là 800 triệu một căn nhà này nha anh chị. Ngang 3,8 m, dài 10 là 800 triệu là mình sở hữu một căn nhà một trệt một lầu anh chị. Nhà đẹp, mua vào ở liền, tiện cho anh chị đầu tư hoặc mua ở nha. Anh chị nào muốn sở hữu một căn nhà, xin liên hệ số điện thoại chúng mình ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị đã luôn theo dõi ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.